dân quân Hồi giáo tấn công lực lượng an ninh Iraq, tên từ Hamadi. Dân quân Hồi giáo đã tấn công nhiều đồn cảnh sát tại các thành phố tỉnh Anbar, lấy vũ khí, giải thoát tù nhân. Việc tấn công các đồn cảnh sát ở Fallujah, Hamadi và Tarmiyah cho thấy sự leo thang chiến tranh giữa dân quân người Sunni và chính phủ người Shia của Thủ tướng Nouri al-Maliki. Người Sunni tức giận chính phủ đàn áp phong trào phản đối và giải tán một trại biểu tình hòa bình trong ngày thứ hai, làm gia tăng thêm sự nghiêm trọng của sự xung đột giáo phái. Một cảnh sát ở Fallujah nói rằng dân quân đã bao vây đồn cảnh sát với số lượng rất đông, buộc các cảnh sát phải bỏ lại vũ khí để đổi mạng sống. Dân quân sau đó đã chiếm một trụ sở chính quyền ở gần đó, bố trí những tay súng bắn xẻ trên mái nhà để đề phòng lực lượng an ninh chiếm lại các đồn cảnh sát. Thành phố Fallujah nằm cách thủ đô Baghdad về phía tây khoảng 50 cây số. Trong khi đó, các trận chiến giữa dân quân và lực lượng an ninh ở thành phố Hamadi đã kéo dài 3 ngày. Đường phố ở Hamadi vắng tanh, dân chúng không dám ra đường từ ngày thứ ba. Video đưa lên Internet cho thấy một chiếc xe gần đồn cảnh sát đang cháy, những người hôi của mang đồ vật ra khỏi một tòa nhà và một nhóm quân bị dân quân bắt đang ngồi trong một căn nhà để ăn uống. Còn vụ tấn công ở thị trấn Tarmiyah vào hôm thứ Tư đã làm cho 4 cảnh sát tử thương và 12 người bị thương. Hàng chục chiếc xe chở dân quân tung phong ở thành phố Fallujah và Anbar, 3 chiếc xe cảnh sát bị đốt ở Hamadi. Bạo động ở Iraq trong năm nay đã làm ít nhất 8.000 người chết và đang lên đến mức cao nhất kể từ cuộc bạo động giáo phái của những năm 2006 và 2007 đã làm hàng chục ngàn người thiệt mạng.